cứ bung chân là khiến đối thủ run sợ. Ở lượt trận thứ hai, Tây Ninh đối đầu Hoàng Gia Lai. Họ lấn nước Hoàng Gia Lai hoàn toàn trong hiệp 1. Từng đường lên bóng sắc như dao khiến khán giả phố núi không khỏi xót xa. Và đội đỉnh bệnh đã gọi tên cơn lốc màu đỏ. Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên và thế là tỷ số 4-3 nghiêng về Bình Dương, đủ để họ có tấm vé vào vòng chung kết với đủ cung bậc cảm xúc. Xin chào mọi người, Phúc trở lại rồi đây và bây giờ sẽ là video thứ 3 của series hé lộ hành trình siêu phàm. Chúng ta sẽ cùng điểm mặt 4 đội bóng tiếp theo đã giành vé vào vòng chung kết cúp Côn siêu phàm 2020 tại Ninh Thuận. Với cái nắng cái gió khắc nghiệt nhưng mà các cầu thủ như chúng ta đã thi đấu vô cùng hay, vô cùng xuất sắc. Và bây giờ chúng ta sẽ xem ngay nha. U11 Hải An Tây Ninh. Trái chiến binh áo xanh U11 Hải An Tây Ninh khởi đầu hành trình tại cúp Côn siêu phàm 2020 với màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục, chẳng khác nào các trận đấu siêu kinh điển ở La Liga trước một Phú Yên đáng gờm. Nhanh, khỏe, lắc léo, các chàng trai áo xanh đã khiến đối thủ gặp không ít khó khăn. Ghi bàn trước, nhưng sự hớ hên nơi hàng thủ Tây Ninh đã để Phú Yên gỡ hòa, rồi họ lại vượt lên. Dù vậy, với tinh thần chiến binh quật cường, Hải An Tây Ninh đã chứng minh được bản lĩnh của mình bằng màn lội ngược dòng ấn tượng. Sự quyết tâm thể hiện trong mỗi bước chạy, gấp rút nhưng vẫn linh hoạt và chính xác. Cầu thủ số 8 Hiếu Khang với thể hình lớn lướt đã mang về những bàn thắng quan trọng để chia điểm cùng Phú Yên với tỷ số 3-3 trong cơn mưa bàn thắng đầy cảm xúc. Ở lượt trận thứ hai, Tây Ninh đối đầu Hoàng Gia Lai. Họ lấn nước Hoàng Gia Lai hoàn toàn trong hiệp 1. Từng đường lên bóng sắc như dao khiến khán giả phố núi không khỏi xót xa. Mỗi sai lầm của đối thủ, Hải An Tây Ninh ngay lập tức khiến họ phải trả giá. Và 3 bàn thắng trong hiệp 1 đã chứng minh khả năng gây sát thương của các chiến binh đến từ miền Đông Nam Bộ. Đáng tiếc, cuối cùng Hải An Tây Ninh vẫn để đối thủ Hoàng Gia Lai quân bình tỷ số 3-3 một cách không tưởng bởi 3 bàn thua chớp nhoáng ở hiệp 2. Những tưởng giấc mơ đến với vòng chung kết sẽ dừng lại sau 2 trận hòa. Nhưng hóa ra đây chỉ là cú ngã khiến hành trình đến với vòng chung kết của Tây Ninh trở nên phi thường hơn mà thôi. Có vẻ như các chàng trai Tây Ninh đã rút ra được những kinh nghiệm xương máu để nắm chắc cơ hội và trút giận lên hàng phòng ngự khá non nớt của đội chủ nhà U11 Ninh Thuận. Cứ sút là vào, cứ lên bóng là ghi bàn, cứ bung chân là khiến đối thủ run sợ. Và ghi đến 7 bàn thắng liên tiếp, trông cho đối phương có lấy một bàn danh dự. Kết thúc màn trình diễn đầy ấn tượng, Hải An Tây Ninh chính thức đi tiếp với 5 điểm sau khi khiến đối thủ buồn thiêu ra về. Bí quyết của cầu thủ Tây Ninh để lật ngược thế cờ ở bán A là gì nhỉ? À, hóa ra là uống sữa Cool, nạp năng lượng trước mỗi trận đấu đây này. Chọn cho mình bộ áo giáp Côn rực rỡ, cơn lốc màu đỏ mang tên U11 Bình Dương đã có hành trình đáng nhớ tại vòng loại.
hạ U11 Lộc An Bảo Lâm 2-0 ở trận đầu tiên với cách thi đấu nhẹ nhàng không tốn sức nhưng hiệu quả cực kỳ. Khi áp đặt thế trận, khiến đối phương bị cuốn theo cơn lốc đỏ Bình Dương từ lúc nào không hay. Lối chơi này giống như cách Chelsea thi đấu dưới thời huấn luyện viên Mourinho nắm quyền. Bước sang lượt trận thứ hai với những miếng đánh chính xác, phối hợp ăn ý và các cá nhân biết tỏa sáng đã giúp các chàng trai áo đỏ xuất sắc đánh bại Khánh Hòa với tỷ số 3-1. Những tưởng từ đây các chàng trai sẽ băng băng về đích, ấy vậy mà ở trận đấu thứ ba, U11 Bình Dương bất ngờ sẩy chân khi thua đau 1 năm trước U11 Kon Tum. Cảm giác từ thiên đường rơi xuống đất chẳng dễ chịu gì. Các cầu thủ khóc nức nở mà tạm quên mất rằng họ còn một trận đấu để thay đổi định mệnh. Ngày quyết đấu ấy cũng đến. Sự quyết tâm hiện hữu rõ nét trên những gương mặt rám màu nắng của các chàng trai Bình Dương. Họ xông lên, họ chiến đấu, họ lăn xả trước U11 Biên Hòa với màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn, không thua gì những trận Champions League rực lửa trời Tây. Các bàn thắng lần lượt đến, Bình Dương dẫn trước rồi lại để Biên Hòa có bàn gỡ chóng vánh. Không nản lòng, họ dùng sức và liên tục ép sân như vũ bão. Hai đội dằn co nhau từng bàn thắng và rồi đỉnh mệnh đã gọi tên cơn lốc màu đỏ. Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên và thế là tỷ số 4-3 nghiêng về Bình Dương, đủ để họ có tấm vé vào vòng chung kết với đủ cung bậc cảm xúc. Được đánh giá cao ngay từ vòng loại, U11 Kon Tum đã chứng minh năng lực của mình chẳng phải chỉ là lời đồn. Mở màn với chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 trước U11 Lộc An Bảo Lâm. Rồi sau đó hòa 2-2 trước đối thủ cực kỳ khó chịu là U11 Biên Hòa Đồng Nai trong thế trận giằng co nảy lửa. Gặp đối thủ khó chịu là thế, nhưng U11 Kon Tum đã cho thấy được khả năng xoay chuyển tình thế bằng sự đoàn kết và quyết tâm cao độ. Chỉ có được một điểm sau trận hòa, điều đó như gáo nước lạnh khiến một đội bóng mạnh thức tỉnh. Ở lượt trận thứ ba, bị U11 Bình Dương chọc thủng lưới trước, quá bực mình, Kon Tum vùng lên ghi liên tiếp 5 bàn trong sự ngỡ ngàng của đối thủ. Mỗi bàn thắng này cho thấy sức mạnh đến từ những pha bóng ma thuật và khả năng phán đoán tài tình của các cầu thủ Kon Tum. Việc giành chiến thắng quá dễ dàng với tỷ số 5-1, Kon Tum đã khiến U11 Bình Dương bị sốc và rơi nước mắt khi trận đấu kết thúc. Kon Tum càng đá càng hay, không chịu dừng chân. Các chàng trai phố núi tiếp tục khiến Khánh Hòa thành nạn nhân trong cuộc truy kích dã man với tỷ số 5-1 trong trận đấu cuối cùng của vòng loại. Hành trình xuất sắc đó đã biến U11 Kon Tum thành một trong những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch cúp quân siêu phàm năm nay. Vì thế, các đội bóng mau mổ băng mà xem Kon Tum thi đấu toàn là siêu phẩm đỉnh của chớp đây này. Oh!
không hề cậy vào sức chủ nhà ở vòng chung kết mà thi đấu chảnh mãn lơ là. U11 Phú Yên trong bộ đồ quân trắng như những thiên thần đã có hành trình khá tốt tại vòng loại năm nay. Đội bóng xứ hoa vàng cỏ xanh sở hữu nhiều cầu thủ nhanh nhẹn như chớp chớp của gia đình nông dân siêu phàm với những bước chạy đầy tốc độ. Thi đấu ăn miếng trả miếng, Phú Yên trở nên lì lợm đáng sợ khi sở hữu những đôi chân dẻo như kẹo. Với năng lượng tràn đầy, U11 Phú Yên đã cầm hòa Tây Ninh 3-0 đầy gây cấn ở trận mở màn. Ngay sau đó, ở lượt trận tiếp theo, họ nhẹ nhàng thắng Ninh Thuận 2-0 để khẳng định vị thế một đội bóng mạnh tại giải. Ghi bàn nào là bàn thắng đó lập tức thành siêu phẩm. Không cần bung quá nhiều sức, Phú Yên thi đấu chắc chắn và giữ chân để chuẩn bị cho vòng chung kết trên sân nhà đấy mà. Đúng với tinh thần thi đấu cọ sát để hạn chế chấn thương, ở lượt trận thứ 3, dù chỉ cầm hòa U11 Hoàng Gia Lai với tỷ số 0-0, nhưng đây cũng đủ là đòn kết liễu của Phú Yên, khiến đối thủ nổi tiếng phải cay đắng bị loại khỏi sân chơi Cúp Quân Siêu Phàm 2020. Phú Yên chính là gia vị khiến cho cuộc đua tại vòng chung kết tới đây thêm hấp dẫn. Và biết đâu được, nếu giữ vững phong độ với sự xuất sắc như ở vòng loại, các chàng trai này cũng có thể mơ về chức vô địch và lên ngôi ngay tại chính quê hương mình. Wow, các bạn ơi, phải nói là công nhận là bốn đội bóng đã giành vé tiếp theo tại Ninh Thuận phải nói là quá xuất sắc luôn. Những màn thi đấu phải nói là nghẹt thở, những pha dứt điểm tỷ số khiến cho mình xem mà nổi da gà cảm xúc luôn các bạn ạ. Các bạn thì sao? Theo các bạn thì đội bóng nào là hay nhất tại tập 3 này? Hãy comment để Phúc biết nha. Và ngoài ra, sắp tới các bạn nào muốn tham gia vào team Cun Siêu Phàm của Phúc để đi Thái Lan thi đấu thì hãy đừng quên là đăng ký tham gia ở đây nhé. Đây là phần đường link mô tả này. Và ngoài ra mọi người có thể biết thêm chi tiết tại fanpage của Lip Cun cũng như là fanpage của Cúp Cun Siêu Phàm mở rộng. Và các bạn ơi, trong mùa dịch này thì đừng quên là cùng Cun vận động mỗi ngày, đánh bại Covid. Bye bye mọi người.